Xin chào các bạn. Nay mình làm cách xoay hai góc của Variable Clover Dodecahedron. Thì trong cái clip mà Variable Clover Icosahedron á, Icosahedron mình có ghi một cái hình ảnh, một cái đường link để các bạn nhìn nhận trong cách giải của Variable ha. Variable thì nó có một cái trang web. Trong trang web đó nó đề một số đường link cách giải của các nơi trên thế giới không, thì mình bắt được cái này thì mình thêm một số bạn Trung Quốc á, các bạn ấy giải trên diễn đàn, ở bên các bạn ấy như không có YouTube gì vậy, bạn ấy chủ yếu xài TikTok. Rồi thì xây cái này thì cục này nó y chang như Clover Cup, các bạn không cần phải xem clip giải này, các bạn chơi xem clip Clover Cup, mình để đường link ở dưới á. Thì các bạn có thể tự xử lý được. Dễ không? Nó cũng không phải khó khăn lắm đâu. Này, bây giờ bên đây, góc này xây ngược chiều đồng hồ, mặt xanh lá nè. Nó xây lên đây. Bên đây xây thuận chiều đồng hồ, mặt xanh lá vô đây. Nha. Nếu mà hai viên này nó không đúng vậy, các bạn xây qua. Các bạn xây qua bên này. À, thì hai viên nó sẽ đúng lại cái vị trí của nó. Còn mấy đứa bạn xây hai lần, không? Mình để đúng cái vị trí này của trong cái đường link cái hình ảnh mình để cuối clip á, để các bạn nhìn cho nó dễ, hơi khó nhìn một xíu ha, thì mình nhìn bước xây thôi, mình từ từ mình xây nó cũng dễ, nói chung không có gì. Đây, đầu tiên xây qua đây, ok không? Bởi vì coi trên đó cũng không biết được, rồi mình từ từ mình làm chứ không có gì phải phức tạp đó các bạn, nó cũng đơn giản thôi. Đây. Xây cái mặt xanh này xuống đây, ok không? Cái gì này ngồi ra nè, ok không? Rồi bây giờ xây cái này nhích lên chút xíu này, nhích lên chút xíu đây, ok không? Bằng đây, đấy, ok không? Nhìn kỹ không? Chậm chậm từ từ, không có gì phải vội, mình làm nhanh quá thì nhiều khi nó không hay. Đây lên này, rồi. Ok không? Giờ mình xoay nó qua đây. Ok không? Nó cũng hơi khó chịu ạ. Nó không phải dễ chịu ạ. Để qua đây. Ok không? Xoay lên. Không? Nhìn không? Nhìn kỹ không? Không có gì không? Rồi có cái này rồi, trạng thái này rồi. Bây giờ xây bên này xong, xây bên này qua. Chẳng thấy màu xanh này không? Không được, không phải vàng vậy. Hơi khó chịu chút xíu. Nhấc cái này lên. Ok không? Vô không? Đó, nó hơi khó chịu xíu, chỗ đó nó cũng hơi kỳ. Mình xây mình từ từ mình coi. Nói chung là một cái phương pháp để mình diễn tả thêm. Một cái phương pháp để mà xây vô cái hai cái góc nó bị bên đây ngược chiều đồng hồ, bên đây thuận, hai góc sau cùng á, các bạn có thể áp dụng trong Clover Cup và một số cái thì như khuyến cáo của mình trong một số clip á, Picture for Corner hoặc là tất cả hết, thì mình sẽ các bạn chơi những cục Clover Cup á, thì chơi của Variable, sau đó á, là chơi những cục của Picture for Corner hoặc là Star Pyramid. Còn ngoài ra những cục nào mà nó không có góc á, nó không có những góc này á, các bạn cũng đừng có nên chơi, bởi vì cái góc là cái thú vị của nó. Thì lâu một cúp từ xưa nay nó xây hai góc này thì phải né lên né xuống theo cái clip của anh Super Tony Vindy á, nhiều người biên dịch lại rất là nhiều, mình cũng biên dịch lại của ảnh, thì cái đây là phương pháp mới để xây góc không, các bạn có thể áp dụng để giải một số cái lâu cúp cho nó đơn giản, thì còn hai góc thì mình xây phương pháp này, mình có hình ảnh sẵn
có cái clip này của mình diễn tả thì mình các bạn có thể từ từ xài không. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem. Chúc thành công. Bye bye.